rồi đã sắm sửa gì chưa mà cứ ngồi bần thần thế kia? Thì sắp Tết rồi, anh đang ngồi nghĩ để coi menu trong ngày Tết. Mà tính đi, tính lại cũng đều ở những cái món nem rán, bánh chưng. Anh ngán ngẩm nhiều dầu mỡ. À, hay Linh có cái gợi ý nào cho anh không? Tất nhiên rồi, em sẽ bật mí cho anh Sơn Tùng một món ăn mà không thể thiếu trong bữa cơm của mỗi gia đình trong ngày Tết. Đó chính là canh miến. Ồ, thế mà anh không nghĩ ra. Anh cũng rất thích món canh miến. Nhưng mà thị trường có rất nhiều những sản phẩm thương hiệu. Thì theo Linh, mình nên tìm mua ở đâu? Đây, em xin được giới thiệu cho anh Sơn Tùng cũng như quý vị khán giả một thương hiệu rất nổi tiếng, vừa bao ngon, bao sạch, giá thành lại hợp lý. Và gia đình em đã dùng sản phẩm này được 3-4 năm nay rồi đấy. Đây, ten ten. Đây chính là sản phẩm bún miến đến từ công ty thực phẩm Minh Dương. Ôi, bao bì hấp dẫn nhở. Trùng màu áo của anh với em. Với mong muốn mang tới những sản phẩm an toàn, chất lượng nhất tới tay người tiêu dùng, bên cạnh việc kế thừa những phương thức truyền thống để giữ nguyên hương vị thơm ngon, sợi dây mềm mướt, thì công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương đưa dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, khép kín vào khâu sản xuất, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Trong đó, miến rong mang thương hiệu Minh Dương là loại thực phẩm được nhiều người tiêu dùng yêu thích bởi hương vị thanh mát, dễ ăn, lại không chứa quá nhiều chất đạm và chất béo. Còn đối với sản phẩm bún gạo Minh Dương, đây là sản phẩm bún gạo khô chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu. Và anh Sơn Tùng biết không, bún miến luôn là món ăn được rất nhiều chị em ưa chuộng bởi vì ăn mãi mà không béo. Thế cho nên là em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh một bát miến rất nóng hổi và thơm ngon đây. Và bây giờ thì xin mời anh Sơn Tùng hãy cùng thưởng thức bát miến này, sau đó là có thể chia sẻ cảm nhận của mình một cách khách quan nhất tới quý vị khán giả đang xem chương trình được không ạ? À, vậy cùng theo dõi để tôi sẽ cho quý vị những trải nghiệm của tôi với món miến này nha. Chậm rãi thôi, từ từ cảm nhận xem là các hương vị hòa quyện vào nhau xem thế nào nào. Có khác với các loại miến bình thường mà anh ăn không? Sợi rất ngon, dài và đặc biệt là không bị nhão. Mà anh thấy mộc nhĩ nhá, thái rất đều, rất đẹp. Em tự làm hả? Cái này em cũng mua luôn mộc nhĩ của công ty Minh Dương đấy anh. Nghe hấp dẫn quá, nhưng mà anh tìm mua sản phẩm của Minh Dương ở đâu nhỉ? Ôi, cái đấy thì anh Sơn Tùng không phải lo, bởi vì hiện nay các sản phẩm của công ty Minh Dương đã có mặt tại các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc. Ngoài ra, anh Sơn Tùng cũng như quý vị có thể truy cập vào website minhduong.com để tham khảo thêm rất nhiều các sản phẩm khác hoặc liên hệ đến hotline 0243 399 9999 để đặt hàng. Và quý vị thân mến, Tùng nghĩ rằng là gần đến Tết rồi thì việc chúng ta lựa chọn cho mình những đơn vị sản xuất sạch, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là điều vô cùng quan trọng và cần thiết để cùng nhau đón một cái Tết thật vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc. Và Tùng tin rằng lựa chọn đến từ Minh Dương, lựa chọn vô cùng chính xác và hoàn toàn đúng đắn. Hy vọng với những thông tin trên có thể giúp cho quý vị và các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn về các thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe của gia đình. Và đến đây thì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi những số tiếp theo của chương trình để chúng ta có thể cập nhật những thông tin cũng như những sản phẩm hữu ích trong dịp Tết đến xuân về này nhé. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.